chào các bạn. Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng và mấy anh em mình vừa mới cất xe xong, thu dọn đồ đạc để chung chuyển lên cái tàu nhỏ như thế này đi ra ngoài cái tàu lớn. Thời gian nó di chuyển mất như vậy khoảng cỡ là 5 phút để đi ra được tới cái tàu lớn. Mấy anh em mình thì ai cũng rất là háo hức cho cái chuyến đi câu ở Vũng Tàu này. Bởi vì mấy tuần vừa rồi đó là sóng to gió lớn ở ngoài khu vực miền Trung và đảo Phú Quý, cho nên là không có đi câu được. Ai cũng rất là háo hức cho cái chuyến đi này, không ai có thể là ngủ được cho cái chuyến đi này hết trơn. Mấy anh em là chạy 2 giờ sáng là xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh và chạy liên tục như vậy là ra tới Vũng Tàu là 4 giờ rưỡi sáng. Sau đó là tìm một cái quán phở ăn cho ấm bụng, mỗi người một tô phở ăn cho nó ấm bụng. Để cất xe xong là lên cái tàu nhỏ đi ra cái tàu lớn, di chuyển ra ngoài khu vực điểm câu. Nhân tiện đây thì mình cũng rất là cảm ơn anh em đã dành thời gian vào tham quan cái kênh của mình và bỏ thời gian để mà xem những cái đoạn video clip về chủ đề câu cá. Mặc dù thì mình đi câu cá cũng không có được lâu, cũng chỉ mới được khoảng 1 năm đổ lại đây thôi, nhưng mà trong nhóm của mình có rất là nhiều những anh em đã chinh chiến nhiều năm ở trong cái lĩnh vực này, như là anh Thông nè, anh Hoàng nè, Tiện nè, anh Thuận nè, anh Tỉnh nè, anh Du, rất là nhiều anh Hiệp nữa. Hầu như là những anh này là đều ôm cần khoảng thời gian từ là 5 năm, có 8 năm, thậm chí có người là 10 mấy năm như anh Tỉnh đây. Đó. Cho nên là anh em mình xem video clip của Thành, thì nếu mà mình chưa rõ cái chỗ nào hoặc là muốn hỏi thêm vấn đề gì về lĩnh vực câu cá biển, đặc biệt là cái bộ môn chicken á, thì các bạn có thể gửi cái câu hỏi của mình lên trên cái phần bình luận. Thì nếu mà mình đủ cái kiến thức để có thể trả lời được á, mình sẽ trả lời cho anh em ngay trong phần bình luận luôn. Còn không thì mình sẽ liên hệ với lại những sư phụ, liên hệ với những chuyên gia lão làng để mà gửi đến anh em những cái thông tin chính xác. Hôm nay thì dự báo thời tiết rất là đẹp nha. Sóng biển chỉ cao khoảng cỡ là 0,2 cho tới 0,3 mét mà thôi. Đó, trời gió. Đây là lần thứ mấy Huy ra qua đây rồi? Dạ, lần thứ hai anh. Lần thứ hai cầm cần qua đây hả? Dạ. Lần đầu rồi được 2 con chép. Ồ, Vũng Tàu nổi tiếng cá chép mà. Dạ. Chuyến này quyết tâm nha. Dạ. Kiếm được khoảng cỡ chuyến rồi là 2 con đúng không? Chuyến này 20 con. Hello anh thanh niên. Đói rồi. Hả? Đói thì thanh niên đang đói. Đói rồi hả? Thanh niên đang đói hả? Vậy là coi như là tô phở là hết sạch rồi phải không? Hết sạch tô phở rồi. Bê nặng quá. Cái này à. Bánh bông đàn xôi ngon lắm. Thử gì vậy Huy? Còn trước nha. Caro. À caro. Chà. Cái tàu này các bạn có lý dữ rồi nha. Bye bye. Tạm biệt chúng tao. Hẹn gặp lại chiều nay. Chở mấy anh em đi câu cá không? Dạ đi hoài á. Đi hoài luôn hả?
hoài luôn. Có lần nào mà chở mà trúng mà chạy về không nổi đúng không? Không có đâu không? Có vụ đó là dễ gì. Hồi đó được à. Hồi đó thâu á, thùng này thùng kia luôn á. Ồ, à. Giờ ít á, giờ cá nó ít á. Tết á, Tết không có mùa cá á. Đâu có cá này cá kia nó chịu. Tết hả? À, qua Tết á. À qua Tết à, qua Tết. À qua Tết có cá này cá kia. Tháng 2 âm ha. Tháng 2 tới 3 đó. Tháng 3. Đó nó mùa cá, đúng mùa rồi. Cá mú đồ có. Đúng, đúng, đúng. Cá chẽm đồ có. Tháng này cá chẽm không có nữa. Chém câu ở đây nè. À, đón mặt trời mọc. Mũi nghinh phong hả? Oh, mũi nghinh phong, đón gió, thượng chúa chi tô giăng tay. Đây là hòn bà. Cái gì vậy? Đâu? Anh thanh niên. Trời ơi, thanh niên hơi quá trời, dính cái lưỡi đuôi mẹ ơi. Trời ơi, anh thanh niên dính cái lưỡi đuôi. Ồ, đẹp quá anh thanh niên ha. Để vô đây nè, để vô đây nè. Ồ, đẹp cái màu bạc của nó đẹp quá ha. Wow. Ha. Không biết sao mà. Trời quá. Quá khen. Các bạn mình có thể thấy là ở trên cái cây cần này nó có cái chữ là selfish. Và mình nhìn kỹ một chút xíu nữa là mình sẽ thấy nó có cái chữ nhỏ hơn, đó là cái chữ là Ripple Fisher. Thì đây là tên của cái hãng sản xuất cần khá là nổi tiếng ở bên Nhật. Và vì cái cây cần này nó được làm bằng tay nha, được làm bằng tay và nó sản xuất tại Nhật nữa, cho nên là giá thành của nó cũng khá là cao. Chất lượng của nó là tuyệt vời. Nhưng mà mặc dù thì cái hình dáng của nó không có được đẹp bằng cái con cá mà các bạn đang xem ở trên hình đây. Con cá này là con cá hố mà anh Hoàng câu lên được. Con cá này các bạn thấy là cái hình dáng của nó là dài. Và đặc biệt là cái màu sắc của nó là màu bạc. Ui, nó nhảy xuống dưới rồi. Con cá này chắc có lẽ nhỏ quá cho nên không có được giữ lại rồi. Giới thiệu mấy cái hàng của mấy người anh em bạn câu. Cái nào đầu tiên đây ta? Cái này đi. Cái này là Ripple Fisher Selfish 614S. Cái này đi với lại cục máy là Santiga 4000H. Đúng không? Chính xác. Nhật nha, làm bằng tay. Nhìn thì không có được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà chất lượng thì tuyệt vời. Đâu mang lông nó mùi lông luôn ấy, mùi toàn mùi luôn. Quá nặng mà. 100 gram mà. 100 gram thôi. Đây là chế con giết. Mình có thể cho một vài dòng giới thiệu về cái con giết này không? Giết cho xin chào. Cái con giết này á là của hãng Blue Blue. Tức là xanh xanh, màu xanh đó các bạn. Với cái logo hình cánh chim đặc trưng. Đây là cái hàng chính hãng nha các bạn nha. Cái con giết này rất là mắc tiền nha. Nó khoảng cỡ là 450 ngàn một con như thế này đây. Với cái trọng lượng là 190 gram hoặc là 100 gram. Đánh cái con này thật sự mà nói khi mà dướng rạn một cái kéo lên hồi hộp lắm luôn các bạn ơi. Mất một cái là mất 450 ngàn. Nhưng mà được cái nó nhảy cá và nhìn rất là đẹp nha. Wow.
chạy dữ ha. Giờ mới thấy mặt mày, đây là con cá đó. Con cá, con cá. Wow, ồ chạy dữ à. Đấy. Trời, con này 2-3 ký à. Hơn ký, con này chắc 2 ký rưỡi 3 ký à. Bắn chạy hả? Chạy dữ vậy ta. Câu cảm giác đấy. Tận ngủ. Thế ta. Hey. Tỉnh ngủ hết rồi. Chắc này biết lựa kìa, lựa cười buồn ngủ nhất ăn rồi. Ơi, mình xui cho nó có thằng tỉnh ngồi kế bên. Wow, có ảnh kìa. Lên mày. Còn bự chứ sao? 2-3 ký của ta. Đồ 3 ký ngon. Trong lúc mình đang xăm soi mấy con giết hàng hiệu của anh Hoàng thì 3 ký á, ba tiền cần thủ 3 tiền đã lên được một cái con cá thứ hai trong chuyến đi rồi. Đó là cái con cá mà chúng tôi sẽ dự định bắt được nó trong cái chuyến đi này, đó là con cá chét. Trời. Yeah. Chét ơi là chét. Chụp hình. Cần thủ. Ôi. Lên. Nhiều kìa bá tiện. Cái nắng ngồi, chỗ đẹp mà bá tiện. Cái nắng ngồi, Quá nắng. Ủa ơi, đẹp quá tiện ơi. Ba ký. Mèo quá. Cái nắng, xích. Quá, ôi ôi. Tuyệt vời. Wow, đẹp quá tiện ơi. Xích ra xíu nữa tiện. Quá đẹp luôn tiện ơi. Ôi, okay. Tuyệt vời. Ơi, có cá ướp đá rồi nha anh em ơi. Không xíu được cái đá. Câu đi Thành ơi. Tàu câu cá đặc sản Vũng Tàu không có để quay với mấy bạn rồi. Mấy bạn nhìn đỡ đặc sản của Việt Nam nha. Đặc sản kẹt xe trên cao tốc. Thông thường thì khi mấy anh em mình đi Phú Quý câu cá thì về khoảng cỡ 10 giờ, có khi 9 giờ tối. Nhưng mà đi Vũng Tàu thì cái cự ly xe chạy nó ngắn hơn và vào bờ nó cũng khá là sớm, cho nên là về Sài Gòn hôm nay là khoảng cả 5:30-6 giờ chiều thì cũng khá là sớm, còn khá là sớm, cho nên anh Thuận có gọi lại mời đến mấy anh em là ghé nhà ảnh và mình cùng nhau thưởng thức cái món sashimi cá chép và được đầu bếp Phúc Thuận chỗ tài như các bạn thấy đây. Ôi, nhìn đẹp quá, đây là cá chét nha, cá chét mới câu hồi trưa nha. Và tối nay là đã thành một dĩa sashimi như thế này nha. Quá tuyệt vời. Nhìn nha. Sashimi cá chét. Rồi, ok. Cái thằng này hôm nay không tin ai hết rồi ta. Cái cuộc sống sao mất niềm tin vậy anh? Cái này tại vì anh lấy rất là sát cái da của nó. Lột da thôi. Lột da. Cái này, cái đoạn này là cái đoạn mà nó lấy được da nhất này. Còn cái đoạn mà lấy được nhiều da nó ra cả cái cắn. Con cái này đấy đúng không? Con này đấy đúng không? Anh thử nó xem có phải không? Chét á. Cá chét. Cá nướng á. Đây là một cái sashimi rất là độc đáo mà có lẽ người Nhật cũng phải ganh tị với chúng tôi. Là sashimi cá chét. Mấy quên các bạn nhá. Chụp rồi. Chụp rồi.
Cái video clip là giới thiệu về cái chuyến đi câu ở ngoài Vũng Tàu của mấy người anh em đến đây cũng là kết thúc rồi. Mình rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian vào xem cùng với Tấn Thần những cái hoạt động trong cái chuyến đi, và đặc biệt là xem tới những giây phút cuối cùng của cái video clip này. Rất là cảm ơn các bạn đã bấm cái nút like và cái nút share, đặc biệt là cái nút đăng ký kênh ủng hộ Tấn Thành nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những cái... Mày hỏi gì mà khó thế Thành à? Con gà em thấy giống như mình con. Nhà Thành. Nhà Thành. Yeah.